Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Thành phố Đức ngang nỗ lực mở rộng sản xuất vũ khí cho Ukraine. Châu Âu đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí để hỗ trợ Ukraine, nhưng nỗ lực này gặp cản trở từ chính quyền Troisdorf, thành phố gần 80.000 dân ở Đức. Thị trưởng Troisdorf, thành phố phía Tây gần Cologne, vốn không đóng vai trò lớn trong chính trị quốc tế. Tuy nhiên, ông trở thành tâm điểm chú ý khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đầu tháng này chỉ trích và yêu cầu ông giải thích về quyết định cản trở dự án mở rộng sản xuất tại địa phương của một công ty vũ khí lớn. Ông Pistorius kêu gọi các chính quyền địa phương và khu vực tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí. Áp lực rất lớn bởi nguồn cung đạn dược của châu Âu và Đức đang tắc nghẽn, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói. Troisdorf đang bất đồng với tập đoàn vũ khí khổng lồ Diehl Defence, bên sản xuất các thiết bị đánh lửa cho tên lửa và rocket. Những linh kiện này được dùng để sản xuất hệ thống phòng không IRIS-T. Đức đã chuyển giao ba hệ thống loại này cho Ukraine. Cơ sở sản xuất ở Troisdorf là mắt xích quan trọng để châu Âu hỗ trợ Ukraine khi Kiev liên tục kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm đạn dược. EU đã cam kết cung cấp tới Kiev 1 triệu quả đạn pháo trước tháng 3 năm 2024, nhưng cho tới nay, họ chỉ mới chuyển khoảng 300.000 quả từ kho dự trữ và không còn hàng. Các nguồn tin cho hay để thực hiện kế hoạch của EU, ngành công nghiệp vũ khí Đức phải sản xuất từ 300.000 đến 400.000 quả đạn pháo mỗi năm, gấp hơn 3 lần sản lượng tại thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tương lai phát triển của Diehl Defence ở Troisdorf đang gặp nguy cơ sau khi thành phố muốn kiểm soát một phần đất ở khu công nghiệp mà công ty con D-Stack của tập đoàn đang đặt trụ sở. Tập đoàn muốn mua lại khu đất được công ty vũ khí Dynamic Nobel rao bán để mở rộng sản xuất. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại lên kế hoạch chuyển đổi địa điểm thành nhà ở và khu văn phòng. Khu đất có quy mô bằng 50 lần sân bóng đá và nằm ở vị trí tốt gần trung tâm thành phố. Khoảng 2/3 thành viên hội đồng thành phố, từ thị trưởng Alexander Baiber tới nhà sinh thái học của đảng Xanh và đảng Die Linke, đều từ chối hy sinh một khu vực rộng lớn như thế ở trung tâm thành phố. Họ cho rằng sản xuất chất nổ và thiết bị chiến đấu yêu cầu nhà máy phải được bao bọc bởi khu bảo vệ rộng lớn xung quanh và chúng không thể được xây dựng vì lý do an toàn. Marie-Andrée Strauss-Zimmermann, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Đức, chỉ trích thị trưởng Troisdorf vô trách nhiệm. Đây là vấn đề giúp đỡ Ukraine, nhưng trên hết là về an ninh Đức, bà nói. Thomas Bodenmüller, thành viên ban giám đốc Diehl Defence, nói rằng thành phố đang khiến khả năng phòng thủ của Đức suy yếu. Thị trưởng Baiber vẫn không thỏa hiệp. Bất chấp các phiên họp hòa hoãn trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, thành phố vẫn chưa nhượng bộ. Ngoài Troisdorf, một số địa phương khác của Đức cũng từng trông thấy đối đầu tương tự. Đầu năm nay, tập đoàn vũ khí Rheinmetall cho hay sẽ không xây dựng nhà máy sản xuất một đạn mới ở Saxony, miền đông đất nước. Dự án khiến người dân địa phương lo ngại và không chấp nhận, buộc tập đoàn phải chuyển dự án tới một điện khác ở Bavaria. Tin kế tiếp, đảng Cộng hòa kháng cáo vụ ông Trump bị loại khỏi phiếu bầu Colorado. Đảng Cộng hòa Colorado đệ đơn lên tòa án tối cao Mỹ, yêu cầu đảo ngược phán quyết loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bang này. Tòa án tối cao bang Colorado đã loại ứng viên hàng đầu đảng Cộng hòa khỏi phiếu bầu sơ bộ, thay đổi căn bản tiến trình dân chủ Mỹ. Nhóm luật sư đại diện đảng Cộng hòa tại Colorado viết trong đơn kháng cáo gửi tòa án tối cao Mỹ ngày 27 tháng 12. Động thái có ảnh hưởng đáng kể về cả mặt chính trị và tính pháp lý. Theo các luật sư, trừ khi phán quyết của tòa tối cao Colorado được đảo ngược, nếu không, cử tri nào cũng có quyền kiện nhằm bắt bỏ ứng viên chính trị, bất kể ở Colorado hay khu vực khác. Điều đó sẽ không chỉ bóp méo cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, mà còn khiến các tòa án sa lầy vào những tranh cãi chính trị liên quan cáo buộc nổi loạn. Nhóm luật sư cho biết thêm, tòa án tối cao Mỹ, nơi phe bảo thủ chiếm ưu thế 6/3 trong số 9 thẩm phán, dự kiến đến nhận đơn kháng cáo. Tòa án tối cao Colorado ngày 19 tháng 12 phán quyết ông Trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ bang này.
Phán quyết nhằm trong vụ kiện của nhóm công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington, Phipps hồi tháng 9, cho rằng cựu tổng thống không đủ tiêu chuẩn để tranh cử theo mục 3, tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Điều khoản này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Tu chính án này vốn ra đời sau thời kỳ nội chiến Mỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng của các cựu thành viên liên minh miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ. Phía ông Trump có hạn chót kháng cáo là ngày 4 tháng 1 năm 2024. Chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ, nhưng hiện chưa đệ đơn. Phán quyết của tòa án Colorado chỉ áp dụng với cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Đây là thời điểm cử tri Cộng hòa lựa chọn ứng viên sẽ đại diện đảng tranh cử vào tháng 11. Ứng viên Tổng thống Cộng hòa Vivek Ramaswamy tuyên bố rút khỏi phiếu bầu sơ bộ Colorado để thể hiện ủng hộ ông Trump và kêu gọi các ứng viên còn lại làm tương tự. Nếu vẫn bị loại khỏi phiếu bầu ở Colorado, ông Trump cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi đảng Cộng hòa được dự báo khó thắng tại bang ủng hộ đảng Dân chủ này. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump thua đối thủ Joe Biden tại Colorado với chênh lệch 13 điểm phần trăm. Tuy nhiên, phán quyết ở Colorado có thể khiến ông Trump bị công kích tại những bang mà ông cần phải thắng. Ngoài Colorado, ông Trump còn đối mặt với các vụ kiện tương tự ở bang Arizona, Michigan và Minnesota. Tòa tối cao Michigan ngày 27 tháng 12 đã bác bỏ nỗ lực gạt tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bang sau khi một nhóm cử tri đệ đơn với lý do cựu tổng thống liên quan tới bạo loạn The Capitol. Bản tin tiếp theo, miền Bắc Israel hứng trận rocket lớn nhất từ khi chiến sự bùng phát. Các đô thị và khu dân cư miền Bắc Israel bị tập kích bằng hàng chục quả rocket phóng từ Lebanon khiến nhiều công trình bị hư hại. Còi báo động ngày 27 tháng 12 liên tục vang lên ở miền Bắc Israel khi rocket phóng từ Lebanon nhằm vào một số thị trấn ở đây, trong đó có thị trấn ven biển Rosh Hanira và thành phố Kiryat Shmona. Trong đợt tập kích đầu tiên, thị trấn Rosh Hanira hướng ít nhất 18 quả rocket. Tổ hợp phòng không vòng sắt Iron Dome của Israel đánh chặn ít nhất 6 rocket, một số quả đạn khác rơi xuống khu vực trống trải. Nhóm Hezbollah tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân Israel trong khu vực. Vài giờ sau, loạt rocket thứ hai lao đến thành phố Kiryat Shmona. Các quan chức Israel cho biết 6 quả đạn rơi vào nội đô, gây hư hại cho một số tòa nhà dân cư và hạ tầng. 4 rocket khác rơi xuống khu vực trống trải trong thành phố, tổ hợp vòng sắt bắn hạ 3 quả đạn. Giới chức Israel cho biết ít nhất 16 quả rocket đã bay về phía Kiryat Shmona, trong khi Hezbollah tuyên bố phóng 30 quả đạn. Ngoài các vụ tập kích rocket nói trên, Hezbollah còn dùng 3 máy bay không người lái UAV tấn công một số vị trí của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở khu vực tranh chấp trên cao nguyên Golan. Hezbollah tuyên bố thực hiện các vụ tập kích này nhằm đáp trả tội ác lặp đi lặp lại của đối phương. Một quan chức an ninh Israel cho biết nhóm Hezbollah ngày 27 tháng 12 phóng lượng tên lửa và UAV nhiều hơn bất cứ đợt tập kích nào kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hồi đầu tháng 10. Đợt tập kích diễn ra một ngày sau khi Israel không kích thành phố Ben Zibur ở miền nam Lebanon, làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một thành viên Hezbollah cùng vợ và anh trai người này. Khi được hỏi về vụ không kích, IDF cho biết tiêm kích của họ tấn công một vị trí quân sự của Hezbollah trong đêm, song không nêu chi tiết địa điểm hoặc thương vong liên quan. Trung tướng Hezi Harevi, tham mưu trưởng IDF, ngày 27 tháng 12 tuyên bố quân đội Israel đang trong tình trạng sẵn sàng rất cao khi các đợt tập kích của Hezbollah gia tăng. Chiến dịch ở đây tới nay được triển khai một cách rất chính xác, tỉ mỉ và sẽ tiếp tục như vậy, tướng Harevi nói. Chúng tôi đã duyệt nhiều kế hoạch cho tương lai và cần sẵn sàng trong cuộc tấn công nếu cần thiết. Các cuộc giao tranh với Hezbollah tại biên giới phía bắc Israel đã khiến 9 binh sĩ và 4 thường dân nước này thiệt mạng. 126 thành viên Hezbollah, 16 tay súng thuộc dân quân gốc Palestine, một binh sĩ và ít nhất 19 thường dân Lebanon cũng thiệt mạng do đòn tập kích của Israel. Bản tin thứ tư, Nga cảnh báo hậu quả nếu Ukraine nhận tên lửa Patriot của Nhật. Nga cảnh báo quan hệ Moscow-Tokyo sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tên lửa phòng không Patriot do Nhật Bản sản xuất được chuyển đến Ukraine.
có khả năng tên lửa Patriot Nhật Bản bán cho Mỹ sẽ được chuyển đến Ukraine như nhiều loại vũ khí khác. Việc tên lửa Nhật Bản rơi vào tay quân đội Ukraine sẽ bị coi là hành động thù địch rõ ràng nhằm vào Nga, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng nhất đối với quan hệ song phương Moscow-Tokyo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 27 tháng 12. Quan chức Nga cảnh báo hoạt động xuất khẩu vũ khí sát thương từ Nhật sang Mỹ sẽ lại những hệ quả tiêu cực với an ninh khu vực và thế giới, cho rằng quyết định thay đổi chính sách bán khí tài quân sự của Tokyo chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của Washington. Khiến Nhật không chỉ giảm lên những nguyên tắc của chính mình mà còn mất quyền kiểm soát vũ khí và để Mỹ đơn phương sử dụng chúng theo ý muốn. Mọi sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cả trực tiếp và gián tiếp, chỉ kéo dài đau khổ và gia tăng số nạn nhân vô tội. Chính phủ Nhật Bản sẽ phải chịu một phần trách nhiệm với điều này, bà Zakharova nói thêm. Nga coi Nhật Bản cùng với Mỹ, Liên minh châu EU, Anh và Austria là quốc gia thù địch. Tokyo cũng có quan hệ phức tạp với Moscow trước chiến sự Ukraine và hai bên chưa ký hiệp ước hòa bình sau Thế chiến thứ hai do tranh chấp quần đảo Kuril, khu vực Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc, hiện do Nga kiểm soát. Tokyo tuần trước điều chỉnh quy định xuất khẩu thiết bị quân sự, mở đường để bán tên lửa phòng không Patriot BAC-3 cho Washington. Nhật Bản đã tự sản xuất tên lửa BAC-3 theo giấy phép từ nhà phát triển Lockheed Martin của Mỹ. Việc bán các hệ thống Patriot cho Mỹ sẽ đánh dấu lần đầu Nhật Bản xuất khẩu vũ khí sát thương kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Quan chức cấp cao trong đảng Dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản nói rằng kế hoạch xuất khẩu tên lửa BAC-3 được tiến hành theo đề nghị từ Mỹ. Các quan chức Mỹ giấu tên trước đó tiết lộ, Tổng thống Joe Biden đã đặt vấn đề chuyển giao tên lửa Patriot với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp hồi tháng 8, cũng như hội nghị cấp cao APEC tại San Francisco tháng 11. Quy định xuất khẩu mới vẫn ngăn Nhật Bản chỉ vũ khí cho những nước đang tham gia xung đột, nhưng có thể gián tiếp giúp đỡ Ukraine thông qua lớp phản trống trong kho dự trữ của Mỹ. Mỹ ngày càng trông đợi vào nguồn cung vũ khí hiện đại từ các đồng minh để lắp phản trống trong kho dự trữ và đảm bảo nguồn viện trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Washington trong lúc Kiev đang chuẩn bị cho mùa đông thứ hai trong chiến sự. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nga sắp đưa pháo tự hành vượt tầm vũ khí NATO tới Ukraine. Quan chức Nga nói rằng pháo tự hành Kalibsia SV có tầm bắn vượt nhiều hệ thống cùng loại của NATO sắp được triển khai cho chiến dịch tại Ukraine. Pháo tự hành 2S-35 Kalibsia SV sẽ sớm xuất hiện trong chiến dịch tại Ukraine do quân đội Nga đang cần loại pháo có tầm bắn vượt trội so với các hệ thống của NATO. Kalibsia SV sở hữu ưu thế rất đáng kể về mặt này. Sergei Semezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm nay. Ông Semezov nói rằng hệ thống Kalibsia SV đã hoàn tất thử nghiệm và dây chuyền sản xuất hàng loạt đã khởi động. Lô thí điểm đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 12, ông nói. Hệ thống 2S-35 Kalibsia sử dụng pháo 2A-88 cỡ nòng 155mm, đạt tầm bắn tối đa 40km với đạn thông thường và 80km với đạn thông minh, vượt trội so với tầm bắn từ 20-40km của pháo M109 Paladin Mỹ, AS-90 Anh và AHS Rap đang được quân đội Ukraine sử dụng. Nhờ hệ thống nạp đạn tự động, Kalibsia SV có thể đạt tốc độ khai quả tối đa nhanh gấp đôi mẫu M109 Paladin Mỹ. Bên cạnh đó, mẫu pháo tự hành này còn được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và chỉ thị mục tiêu bằng laser. Mức độ tự động quá cao khiến Kalibsia SV chỉ cần từ 2-3 người để vận hành, trong khi kiếp pháo M109 Paladin cần từ 4-5 người. Tầm bắn lớn và tốc độ khai quả cao sẽ mang lại lợi thế trong các cuộc đấu pháo, cho phép khẩu đội công kích đối phương mà không sợ bị phản pháo, cũng như nằm ngoài tầm tiếp cận của nhiều hệ thống máy bay không người lái UAV tự sát. Quan chức Nga thêm rằng, Rostec đang có kế hoạch thử nghiệm xe chiến đấu bộ binh điều khiển từ xa trong điều kiện tác chiến tại Ukraine.
Tổ hợp điều khiển từ xa hiện mới được lắp đặt cho thiết giáp BMB-3, nhưng có thể được trang bị trên pháo chống tăng tự hành RUSS-SDM-1. Chúng tôi trông đợi điều này, phương tiện nên trải qua giai đoạn thử nghiệm ở thao trường và có thể được đưa ra chiến trường thực tế, ông nói. Rotet cũng hiện đại quá nhiều tổ hợp pháo tự hành 2S-19 Master-S, gồm lắp hệ thống điều khiển quả lực và màn hình kỹ thuật số đời mới, điều chỉnh vị trí chiến đấu của kiếp lái và thay đổi cơ cấu nạp đạn, giúp tăng thời gian phản ứng và tốc độ khai hỏa. Phiên bản Master-S nâng cấp được bổ sung chế độ tấn công đồng thời với khả năng khai quả và hạ nòng liên tục, giúp một khẩu pháo dội nhiều quả đạn xuống khu vực mục tiêu gần như cùng lúc. Nó cũng đạt tốc độ bắn 10 phát mỗi phút so với 6 đến 8 phát mỗi phút của mẫu 2S-19 nguyên bản. Rosset là một trong những tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Nga, chịu trách nhiệm sản xuất chiến đấu cơ, pháo, vũ khí chính xác cao, thiết bị liên lạc, tổ hợp tác chiến điện tử và nhiều khí tài khác. Xung đột Ukraine đã tạo động lực để ngành công nghiệp vũ khí Nga tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quân đội nước này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vì ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa ủng hộ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vẫn tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. We'll be right back.